5 4 3 18 tuổi. Vì sao? Vì sao? Vì anh sẽ làm lại quá khứ. Gì kệ anh đi. Nhưng mà nó bị mâu thuẫn nhỉ? Cái câu trả lời của anh nó bị dư ra. Trở về quá khứ để mình làm lại quá khứ. Mình làm lại tương lai chứ anh. Mình làm lại cái quá khứ đó chứ em. Không, mình chơi quá khứ là mình 18 rồi nè. Mình làm lại cái tương lai đi tới nè. Đúng không rồi. Em anh trở về 18 anh ổn không? Rồi anh làm lại cái quá khứ năm 17-16 tuổi hả? Hả? Không, thì mình làm lại cái quá khứ đó. Không phải. Anh vẫn hãnh diện. Anh ơi, cô dạ. giáo đang buồn cô, anh ơi. Cô giáo dạy văn của anh đang buồn. Bây giờ anh hỏi nè, về 18 tuổi là có phải về quá khứ không? Em ý anh, nhưng mà anh phải nói là anh sẽ trở về năm 18 tuổi và anh làm lại cái quá khứ từ năm 18 tuổi thì nó sẽ hợp lý. Ừ. Đó, tại sao không trả lời mà anh nói làm lại quá khứ. Mà hai cái chỗ là anh trả lời ít như vậy mà em hiểu mới hay, đúng không? Đúng không? Em hiểu em giải thích cho mọi người mà. Đúng chưa? Thật ra em có hiểu gì cho nên đâu. Đâu cần anh phải tốn thời lượng của chương trình đâu mà anh nói ngắn gọn thôi, nhưng mà em hiểu rồi. Nhưng vậy mà... là hay rồi. Ủa em có hiểu đâu. Em hiểu mà em mới nói ra được đó. Nãy giờ có ai nói gì đâu, chương trình cắt bỏ khúc đó nha. Chào mừng các bạn đang đến với Hai Ai Đô. Quay trở lại với một format hoàn toàn mới, một thử thách vô cùng thú vị dành cho những khách mời đến với chương trình Hai Idol. Với chương trình Hai Idol do J1 TV và J1 Network phối hợp thực hiện. Khung giờ phát sóng là 20:30 tối thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh J1 TV. Các bạn ơi!